Các bạn ơi, chúng ta lại gặp nhau chương trình Dĩ Có Thể Là Gian cộng 18 chuyện rồi. Có bao giờ các bạn sẽ tưởng tượng rằng là những nhân vật cổ tích họ sẽ bước ra ngoài đời thật hay không? Và đó chính xác là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Và khách mời đến đây để cùng bàn luận với Ngọc Trai không ai khác, đó chính là nữ ca sĩ Phan Lê Ái Ngại. Ai? Xin lỗi, Phan Lê Ái Phương. Xin chào các bạn, xin chào Ngọc Trai. Trước khi mà là vào cái chương trình chính ngày hôm nay đó thì mình sẽ khởi động một chút xíu đi ha. Okay. Màn khởi động cho các bạn đó là hát ca khúc Cô Đơn, chị Ngọc Khuê. Đã quen cô đơn rồi, quen sống thế này thôi. Chú Nguyễn Hưng. Quen ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi. Lady Gaga. Đã quen cô đơn rồi, quen sống thế này thôi, quen ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi. Ủa, đang hù mang nít hay là đang hát vậy? Thì Lady Gaga là vậy đó, Lady Gaga là mặt đơ vậy nè.